Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi ăn chè Ý Phương nha cả nhà. Quán chè khá nổi tiếng nằm ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 10. Chè Thái Ý Phương. Rất là đông khách nha cả nhà ha. Mình đi quay xe cái quán cả nhà xem nha. Quán rất là đẹp ha. Hello đại gia đình, chào mừng mọi người đã đến với kênh Triệu Đô nha. Hôm nay tụi em đang ngồi ở tiệm Ý Phương. Nổi tiếng ở quận 10 phải không anh? Dạ, bán chè Thái, bán đủ thứ các loại chè và đồ tiệm sắm nè. Để coi cái thực đơn ha. Kem nào ngon nhất, kem nào ngon nhất em ngon. Đó, Ý Phương. Đây là tiệm sắm nè. Có bán đầy đủ cá cảo, xíu mại, bánh xếp nữa nè. Giờ có bán súp nè, bánh củ cải nè, bánh cuốn nè. Bánh cuốn của bánh cuốn hải chiên, bánh xếp nhẹ. Ăn này đi, ăn này cơm mà. Bỏ ăn quá ha. Để coi mọi người chưa ăn gì nha. Rồi, hàng lên đầy đủ, hàng lên đầy đủ. Bánh bao vậy? Bảo gì? Giờ mấy món rồi vậy? Đây, này kem ý. Còn kia chưa lên rồi phải không? Kia chưa lên nữa chị. À, này kem ý. Ở này gì vậy? À, cái gì bánh cuốn gì đó? Ngon quá. À, hải sản gì đó. Bánh cuốn hải sản. Hải sản, chả giò. Đây bánh bao. Gỏi cuốn đó nè. Rồi, cảm ơn nha. Gỏi cuốn luôn nè. Ăn. Chơi quán này. Nè con chè nó không, bánh chè ăn nè. Nè chè bao màu của tôi nè cả nhà ơi. Nè cho chị nè. Ngon lắm rồi. Ngon mày nữa. Thử nước một chút đi. Rồi nè cả nhà ăn nha. Cái dĩa này nó sắp ăn chưa? Đem ăn bên. Để ăn bên đi cho nó ăn kìa. Mời đại gia đình mình cùng ăn nha. Bữa nay gia đình mình đi ăn tiệm Ý Phương. Món ăn vặt và chè kem đủ loại. Bột chiên chưa lên. Bột chiên chưa lên. Thôi chưa lên. Không, không chưa lên. Một chiên rồi. Ờ, bên rỉ ngon hoài nữa. Dính nó vô đây nè. Đem mấy cái ly này bỏ xuống. Rồi, để cái đây. Đẩy cái bàn, để đồ mấy cái vô xuống xíu các bạn nha. Để được cái bàn đó không? Đẩy đồ con xuống chút xíu. Ở đó, rồi, đủ rồi. Nãy ai ông bọc vậy? Nó mở bầu hoài. Nãy ông đi lên đây không? Ủa? Qua nó có cái tường, không có tường, không có ớt, được không lên nữa. Vậy con áo về. Dài ra đập của mình. Rồi, đầy đủ món rồi phải không? Ăn cho đây, thiếp cho thiếp. Rồi, cảm ơn em. Quá trời nhân viên luôn. Rồi, mời đại gia đình ăn nha. Ăn
nha đại gia đình ơi, nè ăn đi con, ăn đúng được tụi con. Em thử món hồi chiên cái này trước nè. Món này hả? Để chút. Nóng rồi, nãy cho em nóng. Nóng quá. Nó nói nó học bài nhiều lắm vậy em. Ăn đi, ăn đi, thử ngon chết. Ăn rồi, ăn bánh cuốn hải sản này gia đình ơi. Wow, ngon hấp dẫn, nóng luôn. Ăn cuốn hải sản hả? Dạ, ăn cuốn hải sản gì? Ê, hình như còn món há cảo nữa, há cảo xí mại chưa lên nha. Ờ, đó, món được sao? Xí mại hả? Há cảo xí mại, ngon. Vừa ăn ha. Ăn hết rồi bà nội để mình có ăn nữa. Vừa ăn chị. Ăn nè. Ăn lại gia đình ơi. Ngon quá. Nóng quá. Nóng quá. Ở đây làm việc không? Làm việc ở đây chơi bằng điện thoại không? Điện thoại kêu nhanh dễ sợ luôn. Đúng là hiện đại luôn, quán lớn hiện đại ha. Ăn đồ kia mà. Ở chè để dưới đây nó ngon lắm. Công ty đá giờ bây giờ hiện tại nó không đụng chạm tới ai, để nó đâu có sao. Ờ mình đứng ra không qua thấy à. Cái này luôn. Mấy cái này qua một bên nè. Rồi, xíu cái nhà em ăn chút xíu nha cả nhà ơi. Rồi, ăn ngon nê chưa? Nói thiệt chứ, khi quá trời đồ ăn, ăn cũng ngon nê cả nhà ơi. Ăn bánh quá xá bà xa luôn, đại gia đình ơi. Bánh bao kim sa, bánh cuốn tôm thịt, bánh cuốn xôi hải sản tay cầm, bánh xí tôm chiên. Trời ơi, quá trời luôn, 914 đồng tiền Việt Nam nha, một đại gia đình mình. Mà ăn, mấy đứa nhỏ ăn chè còn dư nữa. Mua về nữa. Ăn quá xa bà xa, ăn cái này là cành heo rồi đại gia đình. Ăn không hết nữa nè, ly chè ăn không hết. Cho nó lại đi. Em biết đâu. Không biết sai. Cho nó lại đi. Cho nó tiền thôi. Lâu lâu rồi. Mà giờ đại gia đình ăn chè Thái nha. Hả? Ai mua? Ai mua? Tinh Thang. Ai mua rồi thôi. Con mua, con biết giò, biết gì không mà mua. Dễ sợ. À, đó cho bà ngoại giờ đi. Giờ này cũng 10 giờ đó mà đừng cố vẫn còn đông vậy rồi. Thôi em tạm dừng phim ăn chè ở nhà, ở chè Thái Ý Phương đó cả nhà ha. Hẹn gặp lại video sau nha. Thank you mọi người đã xem và ủng hộ nha. Dạ, mới chúc mọi người luôn khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Bye bye đại gia đình. Bye bye đại gia đình đi. Bye bye.